Sáng nay tại trường bắn Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức diễn tập ném bom đạn thật mục tiêu mặt đất cho phi công và tổ bay các đơn vị. Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng chỉ đạo diễn tập. Tôi đang có mặt tại sân đỗ của Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn Không quân 371. Chỉ còn ít giờ nữa là cuộc diễn tập ném bom bắn đạn thật mục tiêu mặt đất cho phi công và tổ bay các đơn vị sẽ diễn ra. Ngay lúc này, các cán bộ và nhân viên kỹ thuật ngoại trường đang gấp rút lắp ráp bom đạn và thực hiện nốt những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị tốt nhất cho buổi diễn tập ngày hôm nay. Bên cạnh việc đảm bảo 100% các bộ phận của máy bay chiến đấu hoạt động hoàn hảo, thì các cán bộ nhân viên kỹ thuật còn có thêm một nhiệm vụ khác là lắp đặt gần 100 quả đạn rocket cùng một quả bom nặng hàng trăm kg lên hệ thống phóng của từng chiến đấu cơ. Yêu cầu đặt ra là không cho phép sai sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Ngoài việc thực hiện tốt các bom đạn cho bắn ném, chúng tôi còn thực hiện tốt các thao tác cũng như là các giai đoạn chuẩn bị bay, đảm bảo tốt máy bay cho nhiệm vụ. Tham gia đợt diễn tập lần này, Quân chủng Phòng không Không quân sử dụng hàng chục chiến đấu cơ hiện đại nhất của Không quân Nhân dân Việt Nam. Các nội dung diễn tập được chú trọng là bổ nhào ném bom, phóng rocket bằng cơ động giản đơn, cơ động phức tạp theo biên đội và đơn chiếc. Thời tiết không thuận lợi khiến tầm nhìn của phi công bị che phủ bởi mây mù. Song trong quá trình tổ chức diễn tập, lực lượng phi công, tổ bay đã bình tĩnh, tự tin, thực hiện hơn 20 chuyến công kích mặt đất bảo đảm đúng kế hoạch, đạt mục đích yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối. Chúng tôi đánh giá là thành công tốt đẹp, 100% các kích chiến đấu là đạt giỏi và xuất sắc. Năm nay chúng tôi có mấy cái nó đặc thù khác các năm trước là chúng tôi lựa chọn tất cả các đồng chí phi công có giờ bay ít, chưa có nhiều trình độ kinh nghiệm trong chiến đấu, trong huấn luyện, để chúng tôi tổ chức huấn luyện để cho các đồng chí thực hành các nhiệm vụ này. Từ đó chúng tôi rút kinh nghiệm để bổ túc rèn luyện các đồng chí có bản lĩnh chính trị, trình độ thao tác chiến đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Thành công từ cuộc diễn tập lần này là cơ sở cho các đơn vị rút kinh nghiệm, tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ, khả năng tác chiến cũng như rèn luyện bản lĩnh chiến đấu cho phi công, đặc biệt là phi công trẻ.